Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video những cái video trước thì em đã trình bày với các bác rất là nhiều những cái video giới thiệu về cái dòng touring cao cấp nhất của hiệu Giant, đó là Touring FCR 3500. Và hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu một chiếc Touring FCR 3500 nữa, nhưng mà đây là một cái màu mới, hoàn toàn mới mà em mới về, và nó sẽ là màu vàng đen. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Và như các bác nhìn thấy, đây là tổng thành chiếc xe FCR 3500, một dòng touring cao cấp nhất của hiệu Giant. Về phần sơn thì em thấy là không có vết xước nào lớn. Đây là đấy, một vết xước là nhỏ xíu. Này nó đánh xi đi là đẹp. Size của chiếc xe là size là khung S. Size S phù hợp cho các bác cao từ khoảng 1m6 cho đến 1m7. Đây là mã vạch. Dòng Touring FCR 3500 này thì được trang bị bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano, khung nhôm, mang công nghệ alloy X siêu nhẹ. Và đằng sau được trang bị bộ đè Acera, lip thả 9 tầng hiệu Shimano. Vành 700C, Meyer và vành là đều của hãng Giant. Yên của chiếc xe cũng của Giant và còn khá là đẹp, cọc yên cũng vậy. Bánh đằng trước của chúng ta cũng là bánh 700C, nguyên cặp Giant, mã vạch. Và trên tay cầm của chúng ta được trang bị một cái tay chuyển số 9 tốc độ, tay bấm xả 9 tốc độ cho lip đằng sau và 3 tầng cho đĩa đằng trước, phanh dầu Techtro. Đây phần phía này, bên này của chiếc xe. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này, và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận. Nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo, thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được, thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ, và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng.
và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì sẽ được em tặng tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn, và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship, và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng, và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.